hai trái đụm vô làm nước uống đi. Đâu đó đó chín vàng khè luôn. Thấy ghê không, vàng được rồi. Vàng không còn khè nữa. Ý cái biến nhã rồi này, không biết cho bò ăn đâu, nó kệ cho bò đại đất đi. Cái lá ớt này nó bị gì mà sao nó vàng vàng nè? Nó bị già. Đừng có nhấn mạnh. Đứng bằng đây nó mát, nó chết luôn. Còn đằng kia nó nắng, nó xẻo luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay mình hái lá ớt mình nấu ăn nha. Bình thường thì mình ăn cái trái ớt không mà, chứ mình không có ăn cái lá ớt. Bữa nay ăn lá ớt thử coi nó có ngon, nó có ngọt không nha các bạn. Lá ớt này trị được nhiều bệnh lắm đó. 18 chữa trị tốt cho 18 loại bệnh luôn á. Tiêu chảy, tiểu đường, rồi đau khớp, rồi có trị được bệnh viêm không? Có trị được bệnh viêm luôn, viêm da với đau bao tử nữa. Con có trị bệnh được bệnh viêm màng túi không? Có. Thì mình không có tiền đi chợ, mình hái lá ớt mình ăn. Nhưng mà nói trị được bệnh viêm. Cái cây ớt của mình tốt quá chừng luôn nè. Tốt quá, lá không? Phải vậy, hái ăn bớt cho nó có mọc trái à. Tại vì hôm bữa ăn lẩu gì quên ta, lẩu ớt hiểm. Đây nè, mấy lá bự bự nè, hái mấy lá bự bự nè. Bà nghĩ chắc nó không già đâu. Hái lá già chắc ăn không bị cứng đâu. Không phải, hình như là mấy cái lá nào trên nắng thì nó vàng, còn mấy trái lá trong mát nè, ơi nó còn xanh mướt hết trơn à. Đi đâu qua? Trời ơi. Đi hả? Hái lá thôi hả tụi? Ừ, hái lá thôi. Ủa, nói chuyện kiểu này chắc dễ bị ăn đập lắm đó chưa? Lá thì sao, lá dạ thằng đó nè. Lá nào cũng được. Lá nào cũng được ạ. Hái lá này biết chừng nào ăn mới đủ. Biết nhiêu mới đủ. Rồi á, nãy giờ hái coi nè. Lá xẹp lại còn có 1 nắm à. Hái hết cây đi. Tội nghiệp cây ớt. Cây ớt này cũng bự á. Vậy chút xíu ra chặt thêm cây chuối gì vô ăn. Chuối gì? Chuối non. Chuối non á. Chuối non làm gì? Làm gỏi hả? Hay nấu canh? Nấu lẩu á. Làm rau nhúng á. Chứ vịt thì đâu đi đâu được. Ủa này là mình ăn lẩu hả? Ừ. Lẩu lá ớt hả? Ừ. Thấy nó chín nè. Này chim nó ăn nè các bạn thấy không? Ăn đứt đứt nè. Đứt đứt là chim ăn á. Ớt mình hái nè, được mấy cái ớt đỏ nè, ráng bỏ vô lẩu cho có màu chơi. Chứ cũng không có cay, mình không có dầm thì nó không cay. Ớt của con màu đẹp không? Nè, coi nè. Nhìn thấy thèm không? Thèm luôn. Đỏ tươi luôn á. Phải như trái này mà ngọt giống như trái kỷ tử nè. Đủ không? Nó đủ mà ha. Ừ, cái đó đủ rồi. Cái mình kiếm cái cây chuối bự nè, này cây chuối mẹ nè. À, cái cây này nó có hai cái nanh, này kêu bằng nanh heo phải không? Ừ. Này là cái chuối con, cái mình chặt cái chuối này mình chườn cây này để mốt cái cây này nó chết không còn cây nào nữa. Tại mấy cây bên kia nó có cây chuối con à, mình không có chặt. Mình chặt nó là mẹ mình chặt đầu mình. Chứ mình không có dám chặt. Trời ơi, mẹ mình cưng chuối hơn cưng mình nữa đó. Đó.
y như mình cắt mùa mình gặp một măng. Cái này nó mềm hơn. Cắt đại ngắn ngủn. Mình ăn khúc này mà. Ừ, cắt lên như này ngắn ngắn. Này thấy ở ngoài chợ á, người ta không có bán chuối cây các bạn. Chứ bắt bắt chuối không à. Đó, nó bự nhém chút, xuống cái vỏ thấy không? Chút mất cái vỏ. Rồi đi. Chau. Nói biết ba rảnh mà coi diện tiền, mà coi Hà Văn Sơn Bổ Liêm. Coi lại xưa hả? Coi lại xưa mà có mấy bộ mà Văn Sơn Bổ Liêm mà đóng Văn Sơn mà đóng phim kiếm hiệp nữa, y chang phim Trung Quốc vậy. Ủa vậy hả? Ừ, có luôn. Cũng tại vì cái giọng của Văn Sơn là giọng của Châu Tinh Trì rồi mà, lồng tiếng cho Châu Tinh Trì đó. Ủa vậy hả? Ừ. Cái giọng trong phim Châu Tinh Trì mà cái thằng Châu Tinh Trì là Văn Sơn lồng tiếng á. Ủa vậy hả? Ừ. Không, nó không biết luôn á. Hà Văn Sơn Bảo Liêm là tuổi thơ, cả một tuổi thơ. Ngoài được rồi. Rồi mình ăn với con vịt. Ăn dành với con vịt. Con vịt nó cũng ăn kiểu này nữa các bạn. Mình sắc theo kiểu ngang chứ không phải mình sắc theo kiểu dài nha. Sắc theo kiểu ngang. Y chang sắc cho vịt ăn. Này khỏi lột nó luôn rồi. Nó lột một cái đi rồi khỏi lột nữa. Rồi để hết lột được rồi. Hết là hộp rồi. Vậy hả? Vậy thôi. Non mà. Cái này là quá non. Cái này là ăn ngon lắm luôn. Thiệt. Bảo hảm ăn nhớ không? Bữa ăn cháo á. Bữa ăn cháo lòng nhớ không? Ừ, nhưng mà cái cây chuối này nè. Thì nó vừa lên cái nên heo luôn ăn á. Bảo hảm ăn cháo lòng mà nhìn nó trắng nhưng mà ăn ngon hơn giá nữa. Tiếng con sao không? Vui. Con có làm gì đâu, lên tiếng hay giật mình. Bữa con ẩm nó qua đó. Bữa con ẩm nó qua, không có nói chuyện tiếng nào hết trơn. Mà cũng giật mình luôn. Đây, canh gà nè các bạn. Cánh gà này mình mua mình để ngăn đông á, mình để dành ăn. Nay không có mần gà. Bình thường thì mình mần gà, bữa nay không có mần gà, bữa nay ăn cánh gà thôi. Không được khóc. Không được khóc. Gà này nấu mau, tại vì cánh gà công nghiệp á, nấu nó mau lắm. Cái sống hành khác, cái sống làm gì? Ăn thì
này không dành ăn lại mấy con kia nữa. Đi thì đi không nổi. Đây là củ cải trắng nè, với táo đỏ, với nấm mâm cô mình bỏ vô. Nêm luôn. Ủa mẹ, ra chỉ là chứ không chết vậy. Không chết là không bán nè. Chín này các bạn ơi, giờ dọn lên ăn nè. Đói bụng quá. Nước trong khe tại có củ cải trắng. Bỏ 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 ớt vô luôn phải không? Ừ, để nó bếp. Để vậy cho nó ra cái mùi thơm các bạn. Chứ nó không có cay, còn mình dầm ra nó mới cay. À, có thiếu thì ăn thêm mì các bạn. Mắm. Tay ớt nhỏ nhưng mà có vỏ. Nha. Không có khỏi ăn. Ăn gì? Mẹ cho cái ớt mẹ gấp ra nha. Rồi xin mời cả nhà. Mẹ ăn mẹ. Ừ. Xin mời cả nhà ăn cô bác. Nấu. Chị Hai chỉ khoái ăn cái táo đó, nấu canh, nấu lẩu ghê luôn rồi. Con ăn táo nha. Không mới ăn, không được, ngọt ngọt. Không được. Mẹ khoái ăn lá ớt. Mẹ ăn lá ớt lần nào kia mẹ. Ừ, quăng đồ dài nha. Mẹ ăn cái nấu canh nè. Nấu canh táo. Ăn một cái thôi. Mẹ bỏ cái ớt kia mẹ. Quăng nấm hả? Ừ, mày có rau nè qua. Đó. Ha. Để thấy ớt cho đó. Thơm thôi chứ còn té ớt không ăn. Để nó cay lắm. Dớt ớt ra không? Để cho thơm. Thấy mà, màu đỏ mà đâu có màu xanh đâu. Để dầm trước thì ra ra. Ai ăn dụng mà gớt cũng bún đây à. Không biết ạ. Ngồi ngay tư rồi. Ngọt mà. Hay cười coi. Không có chín ớt. Con xin mời ông bà cô chú. Xin mời ông bà cô chú, xin mời các bạn. Hôm nay mình vừa ăn ngon chứ. Vừa ăn đây. Con chú ăn. Có bún cho nó không lạc. Thôi. Con xin mời ông bà cô chú anh chị. Vừa ăn thiệt. Thơm vậy mà cũng ra nó hê hê nha. Mùi nghe mùi đó. Ừ, nghe mùi thơm. Giờ mới quăng chậu. Đi rồi. Rồi không biết gì là hết dịch rồi nè. Cái rau này gắp ra được rồi nè, cái lá ớt gắp ra được rồi hai. Mẹ đưa chén rồi mẹ. Mẹ mới ăn á. Mẹ đây. Cô ăn thử lá rồi. Cô ăn được không ra? Đâu cay không? Ngọt rồi. Ngọt ngon. Cái lá ớt ăn ngọt như bùn mất. Ừ, đúng rồi. Ngon thiệt. Mềm. Nó giống như lá dâu mồng tơi vậy nhưng mà nó không trơn thôi.
Nhà có gì ăn nấy nha các bạn. Còn ăn gì tùm thứ cây ăn không? Để Tư tiếp theo ba. Nãy giờ đói muốn chết luôn rồi. Giờ ăn một miếng này. Đây lá ớt. Nó đưa mặt vô. Gì vậy? Làm đó cho cố luôn. Tắm một cái. Ủa đâu rồi? Gì? Cánh gà. Cái gà đấy hả? À. Nấm. Lấy đó ớt cho mẹ. Mẹ muốn ăn gà. Ăn uống giỏi. Qua ăn kiểu gì ghê vậy? Xin mời cả nhà. Thôi vớt ra luôn đi. Để nó nhừ rồi, hồi nó không sợ nó heo quá. Gì? Ớt á hả? Ừ. Vớt đi. Vớt bỏ gì vậy? Ừ. Nó thơm ha. Thơm. Bỏ trái ớt mà không dầm á, vô nó thơm mà nó không cay. Mấy coi chừng ăn túm tay. Mấy cái này ớt hiểm là nó cay lắm, chứ bộ bể một trái ra thôi là cũng ăn hết được rồi. Ừ. Bởi vì nó nóng quá. Dám nhiều quá. Ghe bắp chuối ngon. Mẹ khoai ăn lá ớt, còn khoai ăn bắp chuối. Bắp chuối không ngán luôn á. Rồi còn ăn miếng lá ớt này. Bởi vậy mình biết sao hồi đó thằng dịch nó khoai ăn cây chuối rồi. Nó không ngán. Lá ớt ăn được nè, dễ ăn nè. Dễ ăn. Mẹ mẹ mà ngọt ngay à. Mẹ nói không bắt tay. Con còn nói lá ớt như vậy nó nhám xàm mà sao ăn ta nữa. Để ăn thử đi. Thì á. Ăn gì nữa? Chuối à? Mà nó. Miếng bắp chuối nơi. Cái lá ớt này nấu canh tôm ăn cũng ngon lắm á. Canh tép á. Ngọt quá. Ừ. Chuối ngon mà. Người ta nấu canh á. Bắp chuối này ăn tị tiểu đường nè. Ai mà bị này. Bệnh tiểu đường nên ăn này nè. Thôi được rồi. Mẹ ăn lá ớt không? Bỏ chừng nữa. Rồi chuối cây bắp này. Cả cây nữa. Chuối cây. Chuối cây. Nên chị Hai hỏi là mẹ ăn lá ớt không? Mẹ nói cả cây trong này nè. Ăn tận việc hết cây chuối à. Cây chuối cây ớt. Mượn gà. Mấy chỗ mượn gà. Mấy chỗ cái này là muốn kiếm gà ăn là có. Mình gà gác. Gà à. Gác nữa. Chuối cây rồi chứ có không? Không đủ. Gà mình. Mấy cái gà bên vườn của cha ăn được mà ăn giờ không biết sao qua ăn nữa nè. Mời hỏi Hương. Chiều nay hỏi Phương nó bên bên nhìn có gà không? Hả? Hả? Không có gà mình đi vô á. Phương nào? Phương để á. Nó đâu có biết khúc dưới, khúc lên này đâu có gà không? Khúc cơ quan á. Khúc cơ quan có gà không gà thôi à. Không, khúc cơ quan thì bán đồ ăn. Khúc cơ quan, ví dụ khúc cơ quan gà quá thì hay đi khúc cô Hỷ á. Cô Hương của Hỷ á. Mình nói ai biết đường đi không? Khúc Nhàn Tùng hả? Ừ. Biết. Ừ. Nhưng mà cái này là đi vườn nha các bạn, chứ không phải đi ra lộ. Đi vườn á. Đi vườn ngã vườn. Đi ngã vườn không có, không có ít nhà lắm. Mà có lỗ nhỏ, mở lỗ nhỏ đi. Có hỏi cái cái chốt của mình á, chốt tình này á. Ủa nghe chỗ cái hàng rào chừng nào mở cửa không? Nó là đóng luôn rồi. Đóng luôn đâu mở nữa. Chừng nào xả dịch kìa, nó mở. Xả giãn cách là thường. Ngay chỗ vậy 30 tay. Chỗ nhà mình á các bạn thì ngay cái đâu giống như đầu vô hẻm. Vườn tới đang đó. Ngay đầu hẻm.
thì người ta gào lại hết, còn hết ta khóa cửa luôn, nó không cho ra. Nhưng mà ở trong đây thì không có ai bị gì hết, nhưng mà tại vì người ta khóa lại vậy cho an toàn á. Nghiêm thiệt, nghiêm lại cho nó mau nằm, hết nội, nội bất xuất ngoại bất nhập đúng không? Mình đây đó chết luôn, biết sao đi ra đi chợ mua đồ gì được, ăn bậy bạ ở nhà thì được. Hôm qua con còn nói bữa nay tôi đi câu cá lòng tông nữa. Cá lòng tông đâu vậy? Không có dũng nào mình gửi đồ ăn hết trơn á. Nói chứ gạo, gạo vậy cũng tốt. Thì gạo vậy, nhờ gạo vậy mình mới hỏng. Nhờ gạo vậy mình mới an toàn. Ôi hiểu mẹ. Đau quá. Anh đi câu cá chứ không đủ nó ăn, chứ mình ăn, mình ăn cá không được. Không biết con cá rồi ăn không? Ăn đó mẹ. Không biết có con cá rồi ăn không nữa. Ừ. Dũng miếng bãi á. Câu cá lòng tâm á. Rồi phải cái Dũng gửi đồ ăn á. Có mỏ nhiều quá, có mình tông mấy ảo nè. Dũng Dũng nè, cái câu nè tôi hả, cái hồ nè, hồ mình nè là bữa hổm nha, tự nhiên nước lớn vô nguyên một đám cái mình tông lại bu đó, hay lại chài lên cái kho kho không đủ mà quá trời luôn. Được nội Dũng này không nè, Dũng mình đi bãi rồi có đó. Dũng cố không ta không tính. Mình không có làm tông mà đâu có thành công như bộ bãi, nhưng mà Dũng nhà em bãi rồi không phải Dũng ứ. Dũng nó thông như vậy, cá lòng tông không có ảo, không có ảo, cá bự không ở đó cái lưới, cái lưới mà lưới. Ừ. Chua nữa hả, không đủ mẹ ăn. Cá bự không à, bả cũng biết bắt à. Tự nhiên gặp vậy ngã bẩm đất, mấy đứa lên đi cầu còn không dính nữa. Có tên mày thôi, cả nhà mình ăn tiếp nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.